Thịt ếch từ lâu đã được biết đến với nhiều tác dụng chữa bệnh, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y, thịt ếch được biết đến với vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng bổ dưỡng, cường tráng, an thai, lợi tiểu, chữa cam tích ở trẻ em, suy dinh dưỡng, phiền nhiệt, hư lao, chứng ngứa lở, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon mỗi ngày. Bổ sung thịt ếch vào thực đơn hàng ngày cũng là một cách để bạn giải đáp những thắc mắc làm thế nào để tăng cân. Thịt ếch có công dụng thanh nhiệt, trị chứng xương độc do nhiệt kết tụ bằng cách bôi đắp và để bồi dưỡng sau sinh nở, sau ốm, người bệnh chóng hồi phục. Thịt ếch có màu trắng, nạc, ngon như thịt gà với thành phần dinh dưỡng rất phong phú. Thì các cái nhà dinh dưỡng thì người ta thấy rằng là cứ trong 100 gram ếch thì thường là có tới 100 gram thịt ếch thì có 75 gram là nước và có 1,1 gram là lipid, 7,5 gram là protein và còn nhiều các cái vi lượng đồng ăn khác, các cái muối phốt pho, muối pha dê, muối sắt vân vân. Vậy thì ếch là một cái thực phẩm mà có nhiều cái dinh dưỡng và người ta thường dùng cái ếch để làm nhiều các cái món ăn trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà trong y học cổ truyền thì người ta ứng dụng cái giá trị dinh dưỡng nhiều của ếch ấy để làm các cái thuốc. Đầu tiên là thức ăn bổ dưỡng nhưng đồng thời làm các cái thuốc giúp cho những cái người mà suy nhược sau ốm, cho những trẻ mà bụng ỏng đít beo không phát triển, hoặc là những cái người sau khi sinh là đây là cái thực phẩm mà có thể sử dụng vừa làm thuốc vừa làm cái thức ăn hàng ngày. Thịt ếch rất tốt cho những trẻ em hay da mồ hôi trộm, biếng ăn, yếu mệt, chậm phát triển hay ho sốt. Khi dùng cho trẻ em hoặc người già, chỉ lấy thịt ở hai đùi để tránh xương. Khi ăn thì cần làm sạch ruột, tách những đường gân chỉ trên đùi ếch. Chúng là những mạch máu hay gân cơ của ếch. Các cái nhà khoa học người ta đã tìm hiểu và cũng như là Hồng Vân vừa nói, người ta thấy là trong cái ếch là có chiếm tới 75% là có các cái ấu trùng. Và đặc biệt là một có số các cái ấu trùng sán, giun và cái gây các cái bệnh đường ruột cho cái người sử dụng nó. Các cái ấu trùng này thì thường nó ký sinh ở các cái gân các cái của cái ếch. Thịt ếch là cái món ngon bổ dưỡng và chắc chắn thì thường thì cái chú ý nhiều đến cái thịt ếch thì thường là không phải chú ý gì nhiều. Nhưng chỉ có vấn đề là thế này, khi mà sử dụng thịt ếch thì người ta phải làm cái khâu vệ sinh nó hết sức là sạch sẽ. Và khi không được là cái thức ăn mà nó lại không chín, có những người nấu nó không chín hẳn. Thế thì nấu chín, ăn chín uống sôi và vệ sinh sạch sẽ và không dùng các cái thực phẩm đã bị mất vệ sinh, đã bị lâu. Theo các tài liệu nghiên cứu, do ếch sống ở ngoài đồng ruộng nên tỷ lệ ếch nhái có ấu trùng sán ở Việt Nam cao đến 75%. Ấu trùng màu trắng lẫn vào màu thịt nên khó phát hiện. Sau khi vào ruột người, chúng nhanh chóng di chuyển đến các bộ phận khu trú thành những nang bệnh nguy hiểm. Vậy nên, điều quan trọng là biết cách ăn sao cho an toàn. Bác sĩ Trần Văn Đạt cũng khuyến cáo, thịt ếch rất tốt cho trẻ suy dinh dưỡng, thịt ếch lại lành hơn thịt cóc. Nhưng để an toàn, khi ăn chúng ta cần làm sạch ruột, tách những đường gân chỉ trên đùi ếch và nấu chín kỹ để hạn chế giun sán. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu ếch là một món ăn được rất nhiều người yêu thích, không chỉ bởi sự thơm ngon của nó mà ếch còn được biết đến như là một liều thuốc giúp bồi bổ cơ thể. Nhắc đến ếch thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái món ăn rất là quen thuộc như là lẩu ếch, ếch xào măng hay là ếch tẩm bột. Tuy nhiên hôm nay chương trình Ngon và Lành sẽ hướng dẫn quý vị các bạn làm một món ăn rất là mới lạ. Chỉ nghe cái tên thôi chúng ta đã thấy rất là hấp dẫn rồi ạ. Hôm nay chương trình Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn món ếch ngồi đáy giếng ạ. Vâng, xin chào anh. Chào em, chào chương trình khán giả. Hôm nay nhà hàng Quần Vải sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một món ếch đồng, gọi là món ếch ngồi đáy giếng. Phần đầu tiên thì chúng ta nên chọn cái nguyên liệu con ếch phải tươi và tiếp theo là gồm những cái gia vị có sả, muối trắng, hạt tiêu, nước mắm, lá sen và hành khô, mì chính, mía và nước sốt để dưới lên ếch. Vâng, anh ơi, đầu tiên em có một câu hỏi muốn hỏi anh ạ, là làm thế nào để mình có thể chọn được cái con ếch ngon và cái cách sơ chế nó như nào anh? Con ếch thì mình nên chọn những con ếch mà sao nó to và khỏe và béo,
thì mình con ếch mình trước khi mình làm sẽ ngon hơn. Khán giả phải biết nên chọn con ếch nó như nào để ngon để mình chế biến cho nó phù hợp với cái món ăn món ếch ở đây giếng này. Thứ nhất là bạn phải chọn con ếch, những con da ếch nó phải độ dày nó hơn ếch thiên nhiên nó dày hơn và nó không mỏng như con ếch nuôi. Thì bạn làm cái trước khi bạn làm thì con da ếch nó sẽ giòn hơn và ngon hơn. Thế lúc mà mình mua về thì mình sẽ sơ chế và làm sạch như thế nào ấy? Trước hết mình mua về thì mình phải bóp qua hết phần muối, xong đó mình dùng nước sôi trần qua hết cái phần rớt của cái con ếch, xong đó mình dùng khăn mình lau khô hết cái ếch đi, xong đó mình mới mang ra để sơ chế. Vâng, thế cái phần ruột ếch thì mình có cần phải bỏ đi không ạ? Không, mình phải bỏ hết cả ruột ếch ra. Dạ. Ruột ếch đây như món ếch nằm đấy giếng này thì thường thì người ta sẽ không bỏ, chúng tôi sẽ dùng miệng để moi hết cái phần của nó ra. Dạ. Để tí thì mình có thể mình lấy nhân thì mình nhồi trong này. Dạ. Để mình cho cái gia vị nó ngấm hết vào trong bụng. Dạ. Này thì con ếch nó sẽ không bị thoát được những cái gia vị trong da trong ếch ra. Vâng. Thường thường như mình làm như món ếch xào hoặc ếch chiên thì thường mình hay rạch bụng người ta. Dạ. Nhưng với món ếch ngồi đấy giếng này thì mình phải để nguyên cả cái phần bụng của nó để tí nữa mình có khả năng mình cho những cái gia vị vào từ trong miệng ếch này ra thì nó sẽ không thoát được cái gia vị ra ngoài ếch và nó ngấm được từ trong thịt ếch ngấm ra ngoài, mình sẽ cảm thấy ngon hơn. Dạ. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn món ếch ngồi đấy giếng. Trước hết là những cái nguyên liệu đây thì bắt đầu đây là mình sẽ thao tác để ướp với gia vị ếch vào mồng ếch. Đây như vân này, đây là gia vị đây như mình có sẵn trước hết. Trong đây là thịt là 1 này, trứng ếch là 2 này, và trứng gà là 3 này, hành khô này, lá nốt này, hạt tiêu bắc, nước mắm. Các bạn băm nhỏ nhuyễn ra, xong rồi đảo nhuyễn đều lên. Sau đó mình lại cho vào miệng ếch. Đây mình xúc... Mình sẽ nhồi vào trong miệng con ếch đúng không ạ? Nhồi trong miệng ếch. Cái nhân này mình phải ướp để ngấm 5-10 phút em ạ. Thì nó ngấm hết vào gia vị này. Xong mình ướp xong vào trong phần ếch này thì cảm thấy nó... Mình cứ nhồi chặt thế này vào em. Chỉ cần nhồi đầy vào bụng nó là được đúng không ạ? Đúng rồi, nhồi đầy bụng này. Mình cứ đột bên trong này. Cái này khoảng độ mất 20 phút mới chín được em ạ. Toàn bằng hơi muối và cái hơi nhiệt của muối bốc lên. Sau khi mình đã nhồi hết gia vị vào bụng ếch rồi, sau đó mình bắt đầu cái công tác thứ hai là bắt đầu mình cho gia vị vào trong nồi để bắt đầu mình hấp ếch. Đây là muối trắng. Muối trắng thì mình sẽ cho vào cái nồi này thực tế là phải nồi gang thì nó sẽ dày, nó không bị cháy. Sau đó đây mình dùng mía nót một lần mía xuống dưới đáy nồi cùng với muối trắng. Mình lót mía như thế để làm gì hả anh? Mía để cho cái hơi mía lên và cho nó cái độ thơm của cái mía nó sẽ bắt vào ếch này. Dạ. Sau đó mình dùng cái lá sen này mình giải vào thành này. Dạ. Thì tí ếch nó sẽ không bị dính vào cái da ếch, nó sẽ không dính vào cái thành nồi. Dạ. Cho lá sen vào với tác dụng là để cho nó thơm đúng không anh? Vừa thơm mà vừa đỡ tránh dính được cái... Dạ. Xong rồi bước tiếp theo mình lại cho ếch tiếp vào trong... Tiếp theo thì mình bắt đầu lại cho thêm sả vào các cái thành nồi nữa. Sả này mình để nguyên hay là cần phải đập dập hay gì không anh? Để nguyên cũng được em, vì cái hơi thứ tự nó sẽ ra được mà.
Ngoài muối lót ở đáy nồi ra thì mình không cần phải cho thêm cái muối hay gì vào nữa đúng không anh? Không, vì căn bản là trong gia vị của ếch, gia vị của bụng ếch mình đã nhồi sẵn hết rồi. Dạ. Nên mình cũng không cần nữa. Và đây thêm mình thêm ít hành phi nữa. Mình rắc thêm bên trên này. Hành đây mình đã trao chín rồi. Dạ. Trao chín rồi. Sau đó mình đại vung vào, mình chờ khoảng độ 15 đến 20 phút là sẽ ếch sẽ chín. Anh ơi, đây là tía tô và lá lốt là mình thái nhỏ ra đúng không anh? Đúng rồi, mình thái nhỏ ra để bắt đầu mình, bây giờ cái nồi ếch ngồi đáy giếng đã chín rồi. Trước khi bắt đầu mình cho ra để ăn thì mình sẽ cho cái lá lốt tía tô vào trong cái nồi ếch này. Vâng ạ. Mình chỉ cho lên trên thôi đúng không ạ? Đây mình chỉ cho lên trên. Thế sau đó mình đại vung vào. Mình để cho cái mùi của tí tốt, nó lốt tô chín thì mình sẽ lấy ra đúng không ạ? Anh ơi, như nào thì mình biết được là cái món ếch của mình đã đạt yêu cầu ạ? Vì cái mình đây vẫn nhìn cái giá ếch của nó đã nổi, nó bị phồng giá ếch trên rồi. Thì mình cảm ếch đã chín rồi. Vì cái ếch này thực tế toàn chín bằng hơi mà. Vâng. Đa số bằng hơi. Nên là cái hơi của nó mình chỉ cần 20 phút là đấy, cái ếch đã chín rồi. Cái này mình sẽ tiếp tục để cho khoảng bao nhiêu lâu nữa thì là được hả anh? Cái này chắc là chỉ được vì nó đã có hơi nóng rồi, mình chỉ cần để cái nó có cái mùi thơm của cái lá lốt tía tô là được em ạ. Dạ. Em thấy là có mùi thơm của sả này, của hành, của tía tô. Vâng. Thế thì ngoài ra thì cái món này mình có thể dùng với cơm hay với bún hay với gì hả anh? Cái này mình ăn với bún em ạ. Dạ. Này một là mình để cả cái niêu này, hai này hoặc là mình gấp ếch ra đĩa để mình ăn cũng được. Hoặc là mình nếu mùa lạnh này thì mình cứ để luôn cả cái nồi này mình ăn luôn trên bếp cho nó nóng. Vâng. Cái này là tức là ếch đã rất là nhiều rồi, mình chỉ cần dùng đũa mình gấp ra là được đúng không anh? Đúng rồi em. À, anh ơi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món ếch ngồi đáy giếng đúng không ạ? Đúng rồi em. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi anh Phùng Văn Đà đã chia sẻ với chúng ta cái công thức làm món ếch ngồi đáy giếng. Nghe cái tên rất là hấp dẫn và mới lạ đúng không ạ? Vâng, thực ra với cái cách làm này thì cái món thịt ếch của chúng ta từ một cái món rất là dân dã quen thuộc thì nó đã trở thành một cái món ăn cũng tương đối là mới mẻ và lạ miệng với quý vị khán giả. Hy vọng là với cái chia sẻ vừa rồi của anh thì chúng ta sẽ có một cái bữa ăn cuối tuần đổi bữa với một cái món mới sẽ hấp dẫn hơn và cái bữa cơm của gia đình sẽ trở nên là ấm áp và ngon miệng hơn ạ. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại ở những chương trình sau ạ.